Có một lô cây bán tại vườn này nha bạn. Lô này mình chỉ dẫn bán cho ông anh thôi nha. Lô này bự lắm. Cây này có 7-80 vòng. Cây sát này có 7-80 vòng. Lô cây mình bán một lô luôn nha bạn. Cây này là cây da đen. Cây đầu tiên là cây da đen. Còn lại 9 cây là cây gò công. Giá này giá khá là mình thấy cũng ok nha bạn. Tại mấy cây người ta nuôi cốt cành bự bự rồi nha bạn. Bán nguyên lô. Người ta nuôi rất là kỹ. Nuôi từng xê luôn. Nuôi trong cái bầu V6. Cây này bự lắm nha bạn. Mấy cây này là không có lỗi lầm hết nha, tan tích gì nha bạn. Đây một cây này mình quay sơ thôi nha bạn. Anh em nào có nhu cầu là ở vườn xem đi. Mình báo giá luôn, chút cuối clip mình báo giá luôn. Đó, cây này cây gò công nè bạn, cây gò công nó bự vậy nè. Nuôi luôn cục cục luôn. Cây này cây trực pin đẹp nè. Ba cây. Cái này cành bự bự không bạn. Cái đầu này người ta bán cũng giá cũng hợp lệ bạn. Hồi xưa mấy cây này mắc ghê luôn. Bự không bạn. Cái này gò công coi vậy là bự khá bự nha. Cành nhánh luôn. Cành nhánh thì người ta nuôi được mấy mùa rồi. Đó, cái này nuôi cực nuôi luôn à. Cái này nuôi cám, nuôi mật khỉ mà nuôi cám. Họ nhìn. 4 cây. Năm cây mình quay tham khảo thôi nha bạn. Anh em là vườn coi. Tại giá này thì giá tại vườn. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Cây 8 nuôi hộp hộp đẹp nè. 9 cây. Cây này khá nuôi luôn ạ, 9 cây. 10 cây, cây thứ 10 cũng đẹp nè, cây 10 quá trời nuôi. Cây 10 cực nuôi luôn. Dáng cũng đẹp nè. Bán solo 10 cây nha bạn, không bán lẻ. Solo 10 cây.